Try to fly so every friend. You don't want me, don't you know? Trời ơi, đây là sân gốc của chồng tôi đó. Hay quá. Hay quá, trình diễn, trình diễn. Hay quá, hay quá, hay quá. Ủa, mà sao ở đây sao làm gì có ồn ào dữ vậy ta? Ủa anh ơi, sao ở đây trình diễn mà sao ồn quá vậy? Gì? Sao ở đây anh đang hát mà sao không có ai mà vỗ tay gì hết trơn vậy? Ta đang tập trung làm cái này. Không phải là ta không tập trung. Trời ơi, ui, ta đang làm gì? Mà anh không có giúp đỡ mà anh cũng hát ồn sồn nữa. Anh đi phụ viên lại đi, người ta làm tốt hơn. Cái biểu cảm kìa. Cái biểu cảm kìa. Giờ bớt hát đi được không? Bây giờ giúp đi. Đang hay à cô? Đang hay à? Hay hay à? Hay à? Thanh Trang. Rồi hết. Rồi giờ giúp đi. Rồi quá. A few moments later. Ủa đây là anh qua đây để hát hay là để ăn vậy? A few moments later. Rồi hết rồi, hết bài, hết bài. Con á. Trời sao lâu dữ vậy? Rồi hay xong rồi. Gì hát nữa à? Ủa sao tự nhiên mình quay cái này ta? Trời ơi, không tin luôn. Qua nhà người ta ăn cúc giúp mà hát phá. Có bài nữa là hết rồi, cần cũng chết. Cực quá cho cực. Nghệ sĩ cũng sợ như một cái ớt nè. Hát cái nào nữa. Rồi hết bài rồi, hết bài rồi. Má sốc hoài luôn, nãy giờ không sao mà nay không sao. Không quan tâm. Quá là
Ba, không quan tâm. Anh ơi, em bây giờ em bước cái điện thoại được không? Mệt quá à. Rồi mệt quá à, không quay nữa. Không chờ nữa, mệt. Đó kìa. Trời ơi, bé khóc luôn kìa.